Xin kính chào quý vị với bản tin truyền hình sáng thứ bảy ngày 3 tháng 11 năm 2012 của Đã Châu Tự Do. Sau đây là phần tin. Thưa quý vị, tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam sẽ giảm còn 5%. Đó là dự báo của Công ty Tài chính Ngân hàng Quốc tế HSBC trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô tháng 11. Theo HSBC, mức tăng trưởng GDP của Việt Nam trong những năm gần đây đã giảm xuống đáng kể. Dự báo GDP trong năm nay sẽ chỉ ở mức 5% so với mức 5,9% của năm ngoái. GDP dự báo cho năm 2013 cũng chỉ ở mức 5,3% và năm 2014 là 5,6%. Báo cáo của HSBC cũng chỉ ra rằng Việt Nam chưa có những cải cách cụ thể cho hệ thống doanh nghiệp nhà nước và hiện không có dấu hiệu có những cải cách trong tương lai gần. Riêng về lạm phát, HSBC dự báo năm 2012 sẽ ở mức 8% và tăng lên mức 10,8% vào năm 2013, năm 2014 sẽ là 9,4%. Tòa án nhân dân tối cao tỉnh Bắc Giang quyết định giữ nguyên mức án đối với ba nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi nông dân là ông Nguyễn Kim Nhàn, Đỗ Văn Hoa và Đinh Văn Nhượng trong phiên tòa xét xử phúc thẩm diễn ra vào ngày hôm qua, 2 tháng 11. Trước đó vào ngày 15 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên án 5 năm 6 tháng tù giam đối với ông Nguyễn Kim Nhàn, hai ông Đỗ Văn Hoa và Đinh Văn Nhượng, mỗi người 4 năm tù giam vì cáo buộc về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Cả ba người bị bắt vào tháng 6 năm 2011 vì bị cho là kích động, xúi dục nông dân tham gia vào các cuộc biểu tình, tàng trữ, phát tán tài liệu bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước vụ cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Trên bình diện quốc tế, thưa quý vị, quan hệ Mỹ-Trung sẽ vẫn đầy những cạnh tranh cãi và thách thức một khi thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc đối mặt với những áp lực nội bộ vì kinh tế trì trệ và lòng tin của dân chúng giảm sút. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kurt Campbell tuyên bố như vậy vào hôm thứ Năm. Phát biểu trong buổi hội thảo về mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, ông Campbell cho rằng đây sẽ là thách thức ngoại giao lớn nhất mà Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt trong thời điểm cả hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang buộc phải đưa ra những quyết định quan trọng để chọn ra những gương mặt lãnh đạo sắp tới. Theo nhà ngoại giao Mỹ, mối quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc quan trọng hơn bất cứ mối quan hệ nào khác trong những năm sắp tới vì tính chất phức tạp của nó. Trợ lý Ngoại trưởng Campbell đề nghị với nền hành pháp sắp tới của Hoa Kỳ rằng một chính sách đối với Trung Quốc tốt nhất là khi nó được đặt vào trong chiến lược đối với châu Á. Phải bảo đảm rằng những quốc gia láng giềng khác cũng cùng thảo luận về những vấn đề mà hai bên quan tâm. Cũng trong cuộc hội thảo tại Đại học Georgetown, nguyên trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Winston Lord gọi mối quan hệ của hai nước Mỹ-Trung là một quan hệ chua và ngọt ông nói rằng Trung Quốc đang ở một ngưỡng quan trọng trong lịch sử của quốc gia này. Vì cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc cũng nói rằng nếu Bắc Kinh không có những thay đổi trong hệ thống kinh tế và chính trị trong thập niên tới, thì sẽ có những bất ổn thực sự dẫn đến chính sách ngoại giao có tính dân tộc và gây hấn hơn. Một cựu quan chức tại buổi hội thảo cũng nói rằng thế hệ lãnh đạo sắp tới đây của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những vấn đề cơ bản trong tiến trình mở cửa về mặt chính trị và chịu nhiều áp lực vì thực trạng mất lòng tin của công chúng. Tuy nhiên, người tiền nhiệm của ông Kurt Campbell, đó là ông Christopher Hill, lại cho rằng Hoa Kỳ vẫn chưa thực sự hiểu về Trung Quốc và ông nói rằng có những vấn đề ẩn sâu bên dưới mà Hoa Kỳ cần phải nỗ lực tìm hiểu. Và cuối cùng thưa quý vị, lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết có 6 tàu Trung Quốc tuần tra trong vùng biển tranh chấp với Nhật Bản ngày hôm qua. 4 tàu tuần tra của Bắc Kinh đã tiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh hòn đảo thuộc chuỗi đảo Senkaku vào trước buổi trưa nhưng sau 2 tiếng đã di chuyển ra khỏi khu vực này. Hai chiếc khác đã vào khu vực 12 hải lý của đảo Kubajima, một trong những hòn đảo thuộc chuỗi đảo trên trong khoảng 30 phút. Việc các tàu tuần duyên của Trung Quốc di chuyển trong khu vực chuỗi đảo Senkaku bị phía Nhật gọi là xâm phạm chủ quyền vì Tokyo vẫn luôn lên tiếng tuyên bố chủ quyền ở khu vực này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin truyền hình sáng thứ bảy của Đài Á Châu Tự Do. Trân Thiên xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.